Chương 3. Mớ cỏ khô xa. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Cát Tường ngồi dưới gốc tre ôn lại những gì đã xảy ra trong thời gian mấy tháng được gặp Phật trong rừng, để chiều mai kể lại cho thầy A Nan Đà và chú La Hầu La nghe. Chú có cảm tưởng chú không có chuyện gì nhiều để kể. Hồi đó chú mới 11 tuổi, mẹ chú vừa mất, chú phải chăm sóc ba đứa em. Em gái út của chú là bé Hima, chỉ được có mấy tháng. Hima không có sữa uống. Hồi đó Cát Tường đã được ông Rambun trong xóm giao công việc chăm trâu. Hồi đó đàn trâu chỉ có 4 con và 1 con trâu nghé. Mỗi ngày Cát Tường đã lén dắt sữa trâu cho em uống. Nó chăm sóc bầy trâu rất cẩn thận, vì biết rằng nếu nó không giữ được trâu cho ông Rambun thì các em nó sẽ đói. Từ ngày ba nó mất, căn nhà chưa được lợp lại lần nào, mái tranh đã nát. Hễ trời mưa lớn là nhà dột, và thằng Rupa phải đi lấy mấy cái chậu sành đã mẻ ngoài hiên vào để hứng nước dột. Bé Ba La mới có 6 tuổi mà đã phải học nấu cơm, ẩm em và đi nhặt củi ngoài rừng. Có khi nó phải ẩm em ra rừng để vừa giữ em vừa nhặt củi. Còn nhỏ tuổi, nhưng bé Ba La đã biết nhồi bột làm bánh chapati cho cả nhà. Mấy anh em ít khi có đủ tiền để mua bột cà ri. Có khi lùa trâu về chuồng, đi ngang qua nhà bếp ông Rambun, nghe mùi cà ri bốc lên thơm lừng, Cát Tường thèm chảy cả nước miếng. Từ ngày ba chúng nó mất đi, ít có khi nào chúng nó được ăn bánh chapati cuốn hoặc chấm trong nước cà ri nấu thịt đâu. Áo quần của đứa nào cũng tơi tả. Cát Tường chỉ giận có một cái xà rong khi đi chăn trâu. Hôm nào trời lạnh lắm, nó mới quấn thêm tấm vải nâu lên người. Tấm vải đã bạc màu và mốc thết, nhưng nó quý lắm. Cát Tường phải tìm những nơi có đủ cỏ cho trâu ăn. Nó biết, hễ trâu về tới nhà mà bụng còn lép là nó sẽ bị ông Rambun đánh mắng. Buổi chiều, mỗi khi lùa trâu về, Cát Tường phải gánh theo về một cánh cỏ tươi để cho trâu ăn. Đàn trâu ăn cỏ suốt đêm. Vào những hôm có nhiều muỗi, Cát Tường còn phải đốt lửa ung khói để đuổi muỗi cho trâu trước khi ra về. Ông Rambun trả lương cho nó bằng gạo, bột mì và muối, cứ ba hôm một lần. Có hôm đi chăn trâu về, Cát Tường đem được về cho Ba La vài ba con cá mà nó đã bắt được ở bờ sông Ni Liên Thuyền. Một buổi chiều, sau khi đã tắm xong cho trâu và đã cắt cỏ được đầy gánh, Cát Tường định vào rừng ngồi chơi một lát trước khi lùa trâu về chuồng. Để bầy trâu ăn ở cửa rừng, Cát Tường đi tìm một gốc cây để ngồi tựa lưng. Bỗng dưng, nó thấy một người đang ngồi yên lặng dưới gốc cây bồ đề thật lớn về phía trước, cách nó chừng 20 sải tay. Cát Tường ngạc nhiên đứng lại nhìn. Nó chưa bao giờ thấy ai ngồi đẹp như vậy. Người ấy ngồi lưng rất thẳng, chân xếp chéo vào nhau, dáng vững chãi và hùng mạnh. Mắt người ấy như là đang nhắm lại, và hai bàn tay người ấy đan vào nhau, đặt thoải mái phía giữa. Người ấy ăn mặc rất giản dị, một tấm vải màu vàng nhạt một đầu quấn phía dưới và một đầu phủ lên vai. Toàn thân người ấy tỏa chiếu một cái gì vừa thanh thoát, vừa trầm hùng và vừa an bình. Chỉ cần nhìn người ấy, người ta cũng đã cảm thấy khỏe khoắn trong người. Tự nhiên, Cát Tường cảm thấy một thứ tình cảm nảy sinh trong nó và làm rung động trái tim nó. Nó không hiểu tại sao nó lại có cảm tình ngay với một người khi mà nó cũng chưa biết người đó là ai. Nó đứng trân trân nhìn ngắm người ấy một hồi lâu, không dám cử động. Một lát sau, người ấy mở mắt, nhưng người ấy vẫn không trông thấy Cát Tường. Người ấy dao động thân thể, rồi tháo chân ra để xoa bóp. Rồi thì người ấy từ từ đứng dậy và bắt đầu đi từng bước chậm chậm. Vì đi về phía bên kia, cho nên người ấy vẫn chưa thấy được em bé chăn trâu. Cát Tường vẫn đứng lặng im nhìn người ấy đi, những bước chân vững chãi, trầm lặng và nhẹ nhàng trên lối mòn của khu rừng. Đi được 7-8 bước, người ấy quay trở lại và người ấy nhận ra sự có mặt của Cát Tường.
Thấy em bé, người ấy mỉm cười, nụ cười thật hiền hậu và bao dung. Chưa bao giờ Cát Tường thấy ai cười với mình như thế. Như bị một sức hút lôi kéo, Cát Tường chạy về phía người ấy. Nhưng khi còn cách người ấy chừng 4 bước, Cát Tường ngừng lại. Nó nhớ là nó không có quyền đụng chạm vào những người thuộc các giai cấp trên. Cát Tường thuộc về giới ngoại cấp, nghĩa là không thuộc giai cấp nào trong 4 giai cấp của xã hội cả. Nó đã từng nghe ba nó nói rằng giai cấp Bà La Môn là giai cấp cao quý nhất trong xã hội. Những người trong giai cấp này phần lớn là những giáo sĩ thông hiểu kinh Vệ Đà, biết đọc kinh, biết cúng tế, có thể tiếp xúc với thần linh. Khi Phạm Thiên tạo ra loài người thì người Bà La Môn được sinh ra từ miệng Ngài. Những người thuộc giai cấp sát đế lợi là những người có quyền bính chính trị và quân sự. Họ đã được sinh ra từ 2 tay của Phạm Thiên. Những người thuộc giai cấp phệ xà là những người trong giới buôn bán, trồng tỉa, chăn nuôi và tiểu công nghệ. Họ đã được sinh ra từ bắp đùi của Phạm Thiên. Còn những người thuộc giai cấp thủ đà là những người đã sinh ra từ 2 bàn chân của Phạm Thiên. Họ thuộc về giai cấp nghèo nhất, phải làm những nghề cực nhọc mà người trong 3 giai cấp trên không làm. Giai cấp ấy đã là giai cấp thấp nhất rồi, mà gia đình Cát Tường lại thuộc vào một tình trạng thấp kém hơn nữa. Gia đình Cát Tường ở vào hạng ngoại cấp, nghĩa là không được thuộc vào giai cấp nào cả. Những người như Cát Tường phải làm nhà ở một khu riêng biệt bên ngoài làng. Nghề nghiệp của họ chỉ là những nghề nghiệp thấp kém như đổ phân, đắp đường, nuôi heo, giữ trâu, cày ruộng. Ai sinh ra ở giai cấp nào thì phải chấp nhận và ở yên trong giai cấp đó. Hạnh phúc là biết chấp nhận hoàn cảnh của mình. Thần linh đã dạy như vậy và kinh điển cũng dạy như vậy. Những người thuộc giới ngoại cấp như Cát Tường mà nếu lỡ lầm đụng phải một người thuộc giai cấp cao thì có thể bị trừng phạt nặng. Trong làng U Lâu Tần Loa có người bị đánh cho bầm tím thân thể chỉ vì đã lỡ tay đụng nhầm một người Bà La Môn. Lỡ tay đụng phải một người Bà La Môn hay một người sát đế lợi, tức là làm ô nhiễm người ấy, và người ấy phải về ăn chay, nằm đất, sám hối nhiều tuần lễ mới được trong sạch trở lại. Mỗi khi lùa trâu về chuồng, Cát Tường phải cẩn thận lắm. Nó không bao giờ dám tới gần một người nào trong cái xã hội cao quý, dù trên đường đi hay là trong sân nhà của ông Rambun. Nhiều lúc, Cát Tường thấy những con trâu còn có may mắn hơn mình. Một người Bà La Môn có thể đụng tới con trâu mà không bị ô uế. Nhưng nếu người ấy đụng nhầm Cát Tường, là ông ta phải về sám hối cả 2-3 tuần lễ. Dù mình không đụng người ta mà người ta đụng nhầm mình thì mình cũng có thể bị người ta đánh đập tàn nhẫn. Hiện đứng trước Cát Tường là một người thật dễ thương, nhưng theo kiểu cách của người đó thì chắc chắn ông ta không phải là người cùng một đẳng cấp với Cát Tường rồi. Nụ cười của người ấy hiền hậu như thế và cái nhìn của người ấy bao dung như thế thì chắc hẳn người ấy chẳng nỡ đánh đập Cát Tường đâu, dù cho Cát Tường có lỡ đụng nhầm. Nhưng Cát Tường nghĩ rằng nếu đụng nhầm người ấy thì sẽ làm cho người ta bị ô nhiễm, tội nghiệp. Cho nên nó vội ngừng lại khi khoảng cách giữa 2 người chỉ còn 3 bước. Thấy Cát Tường không bước tới, người ấy lại bước tới gần Cát Tường. Cát Tường tự khắc bước lui 1 bước để tránh sự đụng chạm. Nhưng người ấy nhanh nhẹn lắm, chỉ trong 1 chớp mắt ông ta đã tóm được Cát Tường. Tay trái người ấy ôm ngang vai, còn tay phải người ấy so lên đầu Cát Tường. Cát Tường đứng yên, ngoài mẹ nó ra chưa có ai xoa đầu nó một cách âu yếm như thế bao giờ. Tuy nhiên, nó vẫn còn sợ.
Con đừng sợ. Người ấy nói, giọng nhỏ nhẹ và thân mật. Cát Tường rất yên tâm khi nghe người ấy nói. Nó ngẩng đầu lên thì lại gặp cái nhìn bao dung và nụ cười hiền hậu của người ấy. Ngập ngừng một lát, nó nói: Chú dễ thương lắm đó. Người ấy lấy hai tay nâng cầm nó lên và nhìn vào mắt nó. Con cũng dễ thương lắm. Nhà con ở gần đây phải không? Cát Tường không trả lời. Nó nắm lấy bàn tay trái của người đó trong hai bàn tay của nó. Nó hỏi cái câu hỏi đang nằm trong đầu nó: Con nắm tay chú như thế này thì chú có bị ô nhiễm không? Người ấy cười và lắc đầu: Không đâu, con là con người, ta cũng là con người, con không làm ô nhiễm ta đâu. Đừng có nghe lời người ta nói. Người ấy cầm tay Cát Tường đi ra phía cửa rừng. Đàn trâu của Cát Tường còn đó, gánh cỏ tươi của Cát Tường cũng còn đó. Người ấy nhìn Cát Tường hỏi: Con chăn những con trâu này hay không? Và đây là gánh cỏ mà con đã cắt cho trâu ăn, có phải không? Con tên là gì? Nhà con có ở gần đây không? Cát Tường lễ phép thưa: Dạ, đây là trâu của con chăn, bốn con này và con nhé này nữa. Còn đây là cỏ của con vừa mới cắt. Con tên là Cát Tường, nhà con ở bên kia sông, ở cuối làng U Lâu Tần Loa. Thưa chú, còn chú tên là gì? Nhà chú ở đâu? Chú nói cho con nghe có được không? Người ấy ôn tồn đáp: Được chứ, chú tên là Tất Đạt Đa, nhà chú ở xa lắm. Hiện giờ chú ở tạm trong khu rừng này. Chú là Sa Môn phải không chú? Người ấy gật đầu. Cát Tường biết rằng Sa Môn là những người tu thường hay cư trú trong núi rừng. Hai người mới quen nhau, mới trao đổi với nhau có vài câu chuyện mà Cát Tường đã có cảm tưởng là mình đã rất thân với người bạn mới này. Trong làng U Lâu Tần Loa, nó chưa thấy có ai đối xử với nó một cách thân ái như thế, hay nói chuyện với nó một cách ôn tồn như thế. Nó cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng. Nó muốn bày tỏ nỗi hân hoan của nó. Nó nghĩ, giá nó có một cái gì để làm quà tặng cho người này thì hay biết bao. Trong túi không có một đồng tiền, cũng không có một cục đường vàng, biết lấy gì làm quà tặng đây? Nhưng Cát Tường đã có can đảm nói ra những gì mình đang nghĩ. Dạ thưa chú, con muốn tặng chú một món quà, nhưng mà con không có gì trong người con hết. Tất Đạt Đa nhìn Cát Tường rồi mỉm cười nói: Có chứ, con có một thứ mà nếu con làm quà cho ta thì ta thích lắm. Cát Tường ngơ ngác: Con có gì đâu? Tất Đạt Đa chỉ gánh cỏ. Cỏ của con cắt cho trâu ăn mềm và thơm lắm. Nếu con cho ta vài nắm để ta trải chiếc gốc cây làm nệm ngồi thì ta sẽ sung sướng biết bao. Mắt Cát Tường sáng lên. Nó chạy tới gánh cỏ, cúi xuống ôm lấy một ôm đầy trong hai vòng tay nhỏ. Rồi nó trở về dâng ôm cỏ cho Tất Đạt Đa. Cỏ khuôn xa này con mới vừa cắt bên bờ sông. Con xin biếu chú, lát nữa con sẽ ra bờ sông cắt thêm cho đầy gánh. Cát Tường chắp tay cung kính nhận bó cỏ từ tay em bé. Ông nói: Con rất dễ thương, ta cảm ơn con. Thôi bây giờ con ra bờ sông cắt cỏ thêm cho đầy gánh đi, rồi về kẻo muộn. Chiều mai nếu có việc, con ghé vào rừng thăm ta nhé. Cát Tường cúi đầu chào. Nó đứng đợi cho Tất Đạt Đa ôm bó cỏ đi khuất vào rừng, rồi mới tới gỡ lưỡi liềm gài trên chiếc đòn sóc đặt nghiêng trên gánh cỏ và bước ra phía bờ sông. Nó thấy ấm áp trong lòng. Trời đầu mùa hạ, cỏ cu sa còn non và lưỡi liềm của Cát Tường còn sắc.
nên cắt rất ngọt. Chẳng mấy chốc mà Cát Tường đã cắt được đầy một ôm lớn. Cát Tường lùa trôi về, sông Ni Liên Thuyền có một khúc rất cạn gần đó. Cát Tường cho trâu lội qua khúc sông ấy. Con nghé con còn lưu luyến đám cỏ non bên bờ sông. Cát Tường phải tới lùa nó chạy theo đàn trâu. Gánh cỏ trên vai không có gì là nặng. Cát Tường lội qua sông cùng một lượt với bầy trâu.